Hello ngoại chay chay. Mới vừa đi chợ về ngoại chay chay ơi. Mua được mớ đồ luôn đâu ngoại chay chay. Ba đi ra lấy mèo hả? Con với mẹ hả đi chợ sẵn ghé hôm đi bồ mua phân mua đất luôn đó ba nè. Mua thêm mới hả cà chua rồi cà tím rồi dưa leo rồi cái này nè, xả nè, tùm lum hết trơn. Hai mẹ con đi mà rinh hết mấy cái bao này về luôn á. Ủa mấy cái thùng gì để nhà mình à? Trà giảm cân tới phải không ba? Trà giảm cân của Nhật nè. Trời ơi. Trà giảm cân tới rồi đó. Hái là kỹ. Còn quạt chi vậy? Ngoại, ai ai gọi điện thoại ngoại vậy? Mà ngoại đang bận rồi. Ngoại như thế gọi điện thoại của ngoại. Có người gọi điện thoại cho ngoại hả? Ngoại. Cảm ơn con nha. Chắc chị Khánh Từ đó chứ ai? Từ từ đi chút nữa gọi lại cho chị. Kia đã đi. Rồi mọi người mà có muốn mà sử dụng cái trà giảm cân của Nhật Bản á nha, 100% không tác dụng phụ. Yeah. Không có làm tiêu chảy, không có làm mệt gì đó, mất nước gì hết. Có gì nè? Cái này cái gì con? À dạ, ai gửi đồ nữa vậy? Rồi cái gì túi lửa từ lưa đây. Ôi, ai gửi đồ cho à đúng rồi cái đồ này mua để cho cái ấy đó. Cái gì vậy con? That's her lunch box. Ôi ơi. Ba mua để đi học để ăn đó ngoại. Bỏ đồ ăn vô đó ngoại, ngoại cắt cho trái thơm, trái khóm cái gì ngoại bỏ vô đó hả? She picked it out. She picked out the colors, so that's what exactly. Yeah, this is the tongue script. Trời ơi, cái hộp đi học đẹp quá nên là học phải giỏi nha. Yeah, that's her. Maybe can you help my dad? We bought a lot of dirt and groceries. Okay, yeah, let me get those products in first. Okay. Đó là gì nữa? Rồi cái này con có biết gì à? Ok, don't tell me. Để cho con lớp tiện lại uống nước đó. Trời đất. Con chơi được không? It's too hot in Florida. Nó nói ở Florida nóng quá. Rồi đi mua cái này cho lớp kỳ uống nước nè, có được đời không? Trời đất, con lắc kỳ cưng dữ vậy trời, được cưng quá trời quá. Kỳ màu mèo quá lá hẹ nè. He likes to drink, he like one time you sat 5 minutes drinking from our faucet, so. Trời ơi, rồi. Trời. Kẹp cái lá này rồi. Này là cho lớp kỳ uống nè con nè. Ủa rồi hư rồi. Rồi để cho ba sửa lại đi. Hái chi thì con chào ba cô chú đi. Mẹ ơi, Daddy, where does the water come out? Ba connect to the water con. Ba connect cái nước á. Nước nó ra thôi chứ có gì đâu. Rồi chút nữa đi ra phụ trồng cây với mẹ nha. Mẹ có mua dưa leo nè, mẹ có mua cây xả nè, mẹ có mua cây cà nè. Mẹ có mua cái con không? Hả? Mẹ có mua cho con không? Có mua cho con gì không á hả? Yeah. Không có mua gì đâu, ở nhà có đầy đủ hết rồi. Dù lý không? Ngoại mua đồ gì nấu ăn, nấu đục đàn á, thôi mệt quá. Gì cũng đòi. Hả? Daddy, she asked if she can drink the water. No, it's for Lucky. Uống nước này được không nữa. Lucky, uống thử coi Lucky. Lucky, try it. Uống thử coi Lucky. Lucky này nó không bao giờ mà tự động nó chạy lên nó uống thôi chứ còn không bao giờ mà ấy được quay được cái video clip nó uống nước đâu nha. He's not thirsty right now. Uống nữa Lucky. Kìa, coi cái bàn chân đi ra ngoài đường dơ, không ăn dép dơ chân rồi kìa. Đi xuống đây. Ôi trời, không có dơ chân gì hết. Giờ là hiện tại là 6 giờ chiều rồi các bạn thấy ngoài trời cũng còn nắng vô cùng. Bước vô đây. Thì đây là cái trà giảm cân mà Ngọc nói nè các bạn nè. Mình pha với lại nước nóng mình uống thơm ngon lắm. Tan mỡ cho bụng của mình, giảm cân một cách rất là an toàn. Nóng mà chơi ha, ở ngoài trời nóng. Rồi mẹ thấy rồi. Mà mốt mà đi học là mẹ đem cho con cà chua nè. Không mẹ, con thích cái này bánh. Rồi gì nữa? Daddy said sandwich in here. And I said cheese. Tiếng Việt. And I said strawberries in here. I said cereal in here. Cereal, rồi gì nữa? And cereal in here, I said. Cereal nữa, rồi gì nữa? Rồi cái này là mẹ cô ăn bánh ở đây, cái này là bánh. Ủa rồi cuối cùng cơm đâu? Cơm ở trong đây. Cơm gì đổi gì bỏ gì chút xíu vậy? Đây nè, cơm nè, với trứng với nước tương nè. Không mẹ. Ủa gì sao? Sandwich. À bạn không, mình phải ăn mỗi ngày mình ăn khác nhau. It's for lunch, so they're gonna provide you. Cơm với trứng với nước tương. That's lunchtime and a snack in the afternoon. Cơm với trứng với nước tương nha.
But yeah, whatever. No, mình nè. Ôi trời ơi, nãy giờ đi nhớ quá. Whatever you gonna eat. Hồi nãy giờ con học bài chưa? Học bài rồi. Okay. Did you do good? Yes. Daddy, did she study yet? Yes. Okay. Tối nay học thêm một lần nữa nha. Mẹ vô học rồi. Không, học tiếp. À, rồi bây giờ mở cái này ra đeo có vừa không? Let's see. Daddy, try this one for her. Daddy, try this one. Daddy, look. Cô chú sẽ ngạc nhiên là hỏi, ủa, qua phôi đa mà tại sao lại đeo cái này? Mai mốt đi rồi cô chú sẽ biết. Daddy, let's try this on. Ê. Thôi xuống. Để thử coi ba đeo, con có đeo có vừa không nè. Ready? Okay. Over your head. I want blue. No, con phải chạy màu này. Đó. Okay. Đó, rồi. Thêm vô. Ngoài. Okay, gloves. Tay vô. Gloves. JD. I don't like it. I don't care. Here. Mặt tay vô. Mittens. Đó. My hand. No, oh. Cái gì có cục gì trong đó. Just your thumb. Okay. Rồi, all right, make another hand. I like this one. Look at it. Thumb in. You got it? Sorry, đau tay mệt quá. Thôi. Rồi, okay. No grain on it, right? No grain. Perfect. Rồi, cái này đi. Mới mua bắp về các bạn. Cũng làm như chuyện như cái cũ. Ngọc thường thường bắp á là Ngọc không có nấu. Ngọc bắp vô microwave thôi. Thì Ngọc sẽ bỏ nước vô nè. Rồi. Ướt hết ha. Xong rồi bỏ vô microwave. Đây. Rồi. Trong vòng 3 phút là bắt đầu có bắp ăn. Khỏi phải luộc. Đó, bắp chín rồi nè, để im đó, ngồi đi cho nó nguội. Trong đây còn có một mớ bịch bánh cùng tôm mà bữa về Việt Nam á. Nhà mà giỏi gì cái bàn ghế kìa. Chậu giờ nó nói chuyện, giờ là nó bắt đầu nó nói chuyện như em bé sơ sinh vậy đó cô chú. Nó thích trở lại thành em bé sơ sinh. Rồi biết số của mẹ để bấm ra không? Biết không? Biết số để bấm ra không? Dạ. Bấm đây. Rồi cái em đó tặng cái này nè, đến giờ Ngọc chiên lên chay cũng quái ăn bánh mồng tôm lắm. Nhìn miếng bánh mồng tôm chất lượng ha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Nếu như mà em có coi cái video clip này của chị Ngọc. Cô chú coi nó chơi nè cô chú nè. Ngoại, nó lấy dây đó sẽ đưa nó đi ngoại. Nó lấy dây xích cổ của con mèo á, nó ngoại giờ ngoại dẫn nó đi. Ngoại kéo nó ra rồi dẫn đi ngoại. Chiều quá, chiều các bạn dẫn nó đi chơi vậy đó ngoại. Mua cho nó cái đeo cái đầu gối nữa nha. Vậy bây giờ là kêu gấu hay là kêu méo méo? Ồ, con làm vô đây. Mèo méo à. Đứt sợi dây chuyền là bắt công, đốt công là hư sợi dây chuyền. Rồi đi ra nha. Bây giờ bên đây là nó nóng dữ lắm rồi đó. Nóng dữ lắm rồi, con thả vô thử coi. Ủa, sao thấy nóng dữ lắm mà sao thả vô chưa ăn thua gì vậy? À, nó từ từ lên. Vậy là cũng chưa đủ độ nóng hết chứ. Dày á. Dày quá, đúng rồi đó. Quá dày. Đây thử ăn cái này nè. Wow. À, bánh vòng tôm các bạn. Vậy chắc chín rồi ha. Mình chắc con nghĩ là chín rồi hả mẹ? Qua trở lại à? À phải trở lại cho nó vàng vàng chứ mà. Cái mặt này thì ok nè, còn mặt này còn giòn. Mặt này sao còn trắng trắng? Nó vậy có cái giòn. Ok. Rồi ok, bỏ ra đây. Cái tiếp theo này chắc ok la hơn nè, thử coi. Cũng do nó dày quá các bạn. Chứ giòn là cũng ok la. À, bà ngoại chay giờ ra làm vườn nè cô chú nè. Hồi nãy giờ là bà ngoại chay là cắt được một mớ cái cỏ bên này rồi. Thì bên đây là có rau húng lủi nữa, mà húng lủi mẹ Ngọc cắt nhưng mà còn bỏ lại cái rễ. Nên là sau này húng lủi thì thôi nó lủi ra dữ lắm. Chút đó là mẹ lấy một cái bao này mẹ rải xương lên đó. Một bao đất này mẹ rải lên, tưới nước lên. Tưới nước là nó lên nguyên một cái luống đó là mình ăn không hết luôn. Đúng rồi. Nhưng mà chắc phải lấy nửa luống thôi, còn đó luống để mẹ chườn cái thằng cắt này để cọc rau khác vô. Dạ, lấy rau mùng tơi rồi này kia vậy đó. Còn này nữa. Hồi trưa mình đi lên chỗ mua đất nè cả nhà.
mình mua được Ngọc nó nói ừ con thích ăn dưa leo mẹ ơi, mua dưa leo về đang trồng ăn cho đã. Mua được 4 cái ly giống cây dưa leo. 4 ly dưa leo. Cây ngã ăn ấy ngã. Rồi mua được cây cà chua nè. Với 2 cây cà tím với 1 cây sả. Cả nhà biết cái chậu sả đó là mình mua nhiêu không? Cái chậu sả đó tính là 250.000 tiền Việt Nam. 250.000 Việt Nam tiền cây sả khoảng 12 đô. 12 đô đó Ngọc. Không biết có lớn hay không đây chứ hy vọng nó coi lớn sao. Cây sả thì nói chung mình dễ trồng lắm con. Trồng quế nè. Này là trước khi mà ngày mai mà mình làm á, giờ là chỉ có nhổ cỏ đâu thôi, ngày mai trước khi mình làm thì mình bỏ thêm, có mua thêm mấy bao đất. Bỏ thêm mấy bao đất lên nữa. Rồi ở bên đây á, thì tự nhiên Ngọc ra cái Ngọc thấy mẹ tại vì có mấy cái cây dư dư này nè, cái cây đoạn dư dư này nè. Mẹ làm thành nguyên một cái luống ở đằng đây. Ở bên đó mẹ trồng dưa leo á. Đó, mẹ sẽ nói mẹ trồng dưa leo bên này nè. Dưa leo á, một á là cắt cái cây cho nó bò. Đó, luống đó. Ê ông bà cô chú ơi, chiều nay đây lần đầu tiên chạy xe đạp. Mẹ có đem tiền không? Hả? Mẹ có đem tiền con đi mua cái gì? Khoan khoan, để chạy gần lên họ đường dừng lại. Mẹ ơi, mẹ có đi, mẹ lấy tiền con mua cái gì? Họ mẹ lấy tiền con đi mua cái gì hả? Mua gì? Mua tiền đâu mua hết tiền rồi. Không có còn đồng bạc nào đó đó. Trời ơi. Mẹ có đem tiền không? Được đời không? Biết xài tiền nữa. Chạy từ từ, thấy cha mẹ chứ chạy gì nhân cướp vậy? Rủ mẹ đi mà chạy kìa, coi kìa cái khoảng cách của tôi với nó kìa. Nó bỏ. Ê. Nó bỏ cách xa tôi chắc cỡ 1 2 3, nó bỏ tôi 10 mét. Tôi được đời nó không? Chạy đi. Chạy đi. Be careful. Ở đằng kia nó có nhiều xe lắm nha, nha. Thôi không nghe lời thôi mẹ đi vô. Bước vô đây lại đi. Mình không có đủ điều kiện để đi ra ngoài nữa để làm gì hết á. Đi về rủ bà ngoại đi chứ đi. Về rủ bà ngoại đi chứ đi bộ. Trời ơi đi. Gì hứa. Sao vậy? Cái gì? Cười con hả? Mẹ cười con hả? Đi vô rủ bà ngoại đi chứ. Cái gì vậy? Hay quá, đúng rồi. Đúng rồi, bắt chớn, để chân lên, lùa chân lên. Lùa lên. Đúng rồi, hay lắm. Hay quá rồi. Ủa, trời, cái ghế ăn chay mà cái ghế màu hồng hồng của chú nhớ không? Màu hồng hồng mà cái ghế cho nó ngồi nó xây mà nó làm dơ hết trơn rồi, ghế đó đem ra bỏ đây nè. Để ngoài đây cho ai có lấy đi mất tiêu chay. Còn ba cái này chắc không ai cần, hàng sao mấy cái này cũng bỏ luôn. Rồi đó mua để dư dư cho khách người ta ngồi thôi chứ còn mình không có nhu cầu để ngồi mấy cái đó để cho nó chật. Thì người ta lấy ghế của ăn chay rồi, chắc về người ta làm cho sạch sẽ lại. Anh ta ngồi. Bởi vậy đồ cũ của mình là đồ mới của người khác. Cái gì cũng vậy đó. Rồi mình đi đâu cái mình thấy đồ đó cái cũ của người ta, cái thịnh thành mới mình đó, vậy đó. Ủa vô tới nhà luôn hả? Em bé vô tới nhà luôn em bé. Ủa, em bé này đua dữ ta. Đua từ ngoài đường ra tới hẻm luôn, từ hẻm vô tới nhà. Anh thích ra ngoài đó hả? Đây mày mở cho. Đi ra. Ra đi. Tắm gì mệt quá. Hả? Đi ra dọc nước cái thuyền thôi. Đi ra dọc nước cái thuyền thôi chứ đừng tắm. Mẹ mở. Rồi mở. Ra dọc nước cái thuyền thôi ha. Đi vô ướt cái áo. À. Không ướt cái áo đây nè, con ngồi trên cái bậc thềm này nè, đó ngồi nhẹ nhẹ lên cái bậc thềm đó, đúng rồi, rồi chơi đi. Nước mát không? Trời ơi, nếu như mà con bỏ cát lên trên đó, nếu mà con bỏ cát lên trên đó rồi nó dơ, rồi nó dơ cái hồ bơi mình rồi sao? Cái
cái thuyền đem từ, tưởng là bỏ thuyền này, mà ai ngờ ba nó muốn đem cái thuyền này qua cho nó chơi, nên là hả đem cái thuyền này qua luôn. Thuyền đem từ Michigan qua tới đây cô chú, thuyền này cũng du lịch dữ chứ. Ủa cái gì vậy? Con ướt luôn rồi hả? Thôi bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi một vòng thôi. Thì cho bơi, bơi vòng đây. Ghê quá, có mệt nó khùng quá. Rồi bơi vòng đi. Kêu bơi nhảy xuống cái thuyền. Mẹ có ướt tóc được không? Ướt tóc luôn đi. 1, 2, 3, 4. Mẹ có thấy con nước vô mũi không? Không có thấy nước vô mũi. Không có thấy nước vô mũi. Tắm chút xíu thôi nghe. Mẹ kêu lên là lên nghe không? Mẹ tại sao mẹ không có tắm? Rồi không có tắm đâu, làm biển tắm rồi. Mẹ ba không có tắm. Rồi. Tại mẹ... sao ba không có tắm? Đây nè, tắm xong mẹ kêu lên là lên nghe chưa? Mẹ cũng thích lâu. Ừ, thích lâu. 1, 2, 3, 4. Hay quá. Lâu quá cô chú chưa thấy nó bơi đó. Trời ơi, nay bơi. Ôi da ơi. Hay quá. Coi con làm cái này nè. Rồi coi nè. Ôi cha. Quá trời hay. Ok, nhảy đi. Hay quá. Hay ghê. Đã không? Đã. Mẹ có thấy hay chưa? Quá hay. Quá tuyệt vời. Mẹ có thấy hay chưa? Mẹ có cái này nè hả? Mẹ có cái này đây, con chơi với con này đi. Hay. Cái gì vậy? Cái gì rớt dưới hồ bong bóng mà. Sao con được? Nói tiếng Việt. Mẹ cũng lấy được cái này rồi. Nó là cái gì? Đó là cái gì? Tiếng Việt là cái gì? Con nói cái đó là cái gì? Bong bóng. Bong bóng. Bong bóng được sôi nước. Bong bóng lội nước à? Hay lắm bồ ơi đó. Giỏi quá. Hả cô chú thấy con bơi vui được chưa mẹ? Hả? Vui chưa? Vui rồi con, vui rồi con. Ôi trời. Thôi, bơi qua đó luôn đi. Đúng rồi. Rồi đứng bên đó thải luôn, thải luôn. Thải luôn. Nhà thải đâu? Rồi ok.
lộn xuống lộn đó. Hay quá. Bắt cá hay về sờ thì. Rồi, cô chú các em chơi chơi ăn cơm thịt rồi nha. Thịt ngoại kho này nha. Rồi, ok. Em mới thịt kia cho mẹ. Giỏi, ôi, ôi, ngoài mới làm ngon dữ thật trời. Cái cứ lên. Ừ. Cái đó hay ha con ha. Cứ lên. Rồi, thấy rồi, mẹ thấy rồi. Đó, mắm chi nè. Ê trời, hổn vậy? À, không. Sao hổn vậy, sao bính chú? Mẹ. Anh ơi là bạn quýnh chú là được gọi ai không? Cái cái. Không có cái, không có bóng cái nữa. Biết rồi, không có bỏ vô. Ôi, không bỏ vô đâu, chừng nào bỏ vô mới cay chứ. Hồi nãy giờ con ăn có cay không? Cay là cay rồi. Mẹ ông mẹ không có quýnh. Không có quýnh. So I gotta get up tomorrow at 7 a.m. to bring the car in for the roof off. Wow. Mẹ nước đây này, mẹ coi chuẩn bị nước luôn. Mới tắm xong, tắm rửa lại, vô gội đầu mát mẻ, ăn miếng cơm, no cái bụng. Nãy mới ăn nửa trái bắp. Ăn xong mà nằm vô giường trước. À đúng rồi, ăn xong nằm vô giường. Nằm vô giường quỳ gối lên. Hả không? Hay nằm vô giường làm gì ta? Ăn xong nằm vô giường chứ, đâu vui vô coi mặt nè. Cái ghét thằng cô chưa? Ờ, bà cô chú thấy chị ngoan chưa? Ăn xong nó nằm vô giường á. Ăn xong mà cái mình làm kìa. Cho mày đi, mày cho mày lên, mày chế sữa ra, để chút cho sữa nó được nó lạnh đi cho con dễ uống nha. Đúng không? Mà thấy mày suy nghĩ không? Baby, yes, this thing, if I open the cap, is it going to be not cold or is it going to be cold? If you open the cap, it'll not be cold. Okay. Why do you want to put it on there? Đừng quay. Rồi, mình chuẩn bị sữa rồi đó, để cho mình thích mình lạnh cái này để uống ha. Rồi, xong chưa rồi? Chút thêm miếng cơm nữa. Giỏi. Tóc mày mới xây tóc xong á. Mới xây tóc xong á cô chú. Đuổi chay về Việt Nam có mấy chị nhớ chơi chay dễ thương ghê ha. Mấy chị thương chay ghê luôn á. Chay chỉ cho cô chú coi sáng này người ta lấy máu của chay ở đâu. Bác sĩ lấy máu ở đâu, ngón tay ở đâu. Giờ quên rồi đó chưa, hết rồi, quên rồi đó. Bên kia là như tay bên kia rồi này phải. Tay nào ta? Nó vô bắt tiêu rồi, quên rồi. Hình như tay này thì phải. Đó, đúng rồi, ngay chỗ này nè. Đó, ngay chỗ đó cô chú. Mà bây giờ đó, chay cũng đã từng trải qua rồi. Chay mạnh mẽ hơn rồi đó. Bây giờ mà người ta có lấy lại thì cũng bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu, đúng không? Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, chứ đâu có gì. Không có gì có thể làm khó được chay á. Rồi bữa chén rồi cô chú. Chút nữa cho mẹ sắp táo cho con ăn nha. Là ăn cherry đâu, táo đi.